Man United lại thêm một lần nữa vấp ngã ở đấu trường Champions League. Lại là một niềm đau khó tả đối với những người hâm mộ Quỷ Đỏ, và thêm một lần niềm tin vào Erik ten Hag bị phản bội. Thất bại 3-4 trước Copenhagen khiến Man United mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội Champions League. Đây là thất bại thứ 3 trong 4 trận của họ trong cuộc đua giành tấm vé dự vòng knockout, tại một bán đấu được xem là dễ thở ngoài đội bóng cực mạnh như là Bayern Munich. Giờ đây, sau chuỗi ngày bão giông đầy u ám tại nhà hát của những cơn ác mộng, tất cả mới giật mình nhớ đến những gì mà Piers Morgan và Ronaldo từng cảnh báo. Đến một lúc nào đó, người hâm mộ Man United sẽ tỉnh dậy sau cơn hôn mê tập thể và nhận ra rằng Ronaldo đã đúng 100% về Ten Hag. Không riêng Ten Hag, Ronaldo đã bóc trần toàn bộ những thâm cùng bí sử, những nội tình đen tối và bộ mặt tiêu cực của đội chủ sân Old Trafford trước truyền thông. Với tư cách là một huyền thoại, Ronaldo đã đem cả danh dự của anh ra để phơi bày tất cả những nguyên do khiến cho Man United dần lụng bại hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Ronaldo không đau lòng sao được khi anh phải đứng lên để chỉ trích chính đội bóng đã từng giúp anh trở thành một huyền thoại. Nhưng vì yêu mà huyền thoại người Bồ Đào Nha phải làm như vậy. Và đến giây phút hiện tại, tất cả cũng phải gật đầu công nhận với những gì mà Ronaldo từng tiết lộ. Tháng 3 năm 2023, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Liverpool, khi được hỏi về quyết định để Ronaldo dự bị trong cuộc đối đầu trước đó với Liverpool vào tháng 8 năm 2022, Erik ten Hag đã kiêu ngạo nói rằng ông chẳng bận tâm khi để cả Ronaldo và Maguire ngồi ngoài. Ông hoàn toàn thoải mái và tự tin với quyết định đó. Tôi có lý do để gặp tên Ronaldo và Maguire khỏi đội hình ra sân. Tôi biết những hậu quả mình có thể phải đối mặt nếu kết quả trận đấu không như mong muốn. Nhưng đó là bóng đá. Tôi không lo lắng vì điều đó. Ngược lại, tôi còn ngủ rất ngon. Nhưng liệu rằng giờ đây, khi không còn Ronaldo trong đội hình, Man United cũng đã mang về những cầu thủ mà Ten Hag yêu cầu. Liệu rằng vị chiến lược gia người Hà Lan có thực sự yên giấc ngủ ngon sau mỗi trận đấu của Quỷ Đỏ hay không? Hay khi nhắm đôi mắt của mình lại, đối mặt với ông là những cơn ác mộng cùng với nỗi lo ngày mai thức dậy sẽ bị sa thải? Đầu tiên, hãy đến với câu chuyện giữa Ronaldo và Ten Hag để thấy cách làm việc của huấn luyện viên người Hà Lan với những ngôi sao trong phòng thay đồ đã dẫn tới những hệ lụy như thế nào. Ronaldo tiết lộ rằng ông ta không để tôi ra sân với Man City vì tôn trọng sự nghiệp của tôi, và rồi lại muốn cho tôi vào sân chỉ 3 phút ở trận với Spurs. Nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ ông ta cố tình làm vậy bởi vì chẳng hạn như trong đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ khác, nếu huấn luyện viên muốn cho tôi nghỉ 5 phút, nếu ai đó bị chấn thương hoặc nếu họ thực sự cần tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng theo cách này, tôi cảm thấy mình bị khiêu khích. Sau bao giai đoạn trường kỳ, trải qua biết bao sự thăng hoa và cùng nếm trải muôn vàng vực sâu tuyệt vọng. Đầu đơn thầy, mùa giải 2023-2024, mùa giải mà Kam Anusen kỳ vọng vào một bộ mặt tươi mới của đội bóng, thì Erik ten Hag lại đáp trả niềm hy vọng của tất cả bằng thành tích được ghi nhận là tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ trong 61 năm qua. Điều đó đến từ năng lực và cung cách quản lý phòng thay đồ. Chắc hẳn ten Hag đã rất đắc chí khi loại bỏ một huyền thoại như Ronaldo. Sau đó, thẳng tay đẩy đi một công thần như David De Gea, dù đã hứa sẽ tiếp tục gắn bó với anh sau 12 năm công hiến. Ten Hag cũng chẳng ngần ngại mà công khai chỉ trích và đầy ả Sancho, nhưng lại tỏ ra vô cùng thiên vị với Anthony. Nghịch lý tồn tại trong chính cách Erik ten Hag làm việc với các cầu thủ của đội bóng. Ông trêu đùa với trái tim của họ. Nhưng chẳng phải ai cũng đủ dũng khí và bản lĩnh để đứng lên phản kháng như Ronaldo. Nếu trách Erik ten Hag 1 thì phải trách thượng tầng của câu lạc bộ này 10. Cụ thể ở đây là Glazer, những kẻ được ví như Macaron, đang dần hút cạn kiệt nguồn sinh khí của đội bóng vào truyền thống nhất nước Anh nhằm phục vụ cho lợi ích kinh tế của gia tộc. Ronaldo tiết lộ một sự thật khó tin rằng những người chủ câu lạc bộ này, Glazer, họ không quan tâm. Ý tôi là về mặt chuyên môn, thể thao, họ không quan tâm lắm. Tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện với họ cả, nhưng cũng không bao giờ nói. Một huyền thoại của bóng đá đương đại như Ronaldo tưởng chừng phải được tiếp đón như một vị vua tại mảnh đất xưa cũ. Ai vậy mà những vị lãnh đạo kia chẳng thèm gặp mặt biểu tượng của đội bóng lấy một lần. Có lẽ những thứ như bản sắc hay những vấn đề về chuyên môn chưa bao giờ khiến cho Glazer quan tâm cả. Nhà Glazer từ lâu bị xem như nguyên nhân chính khiến Man United sa sút. Nếu những gì Ronaldo nói là đúng, điều đó khẳng định thêm một lần nữa sự thờ ơ của giới chủ Mỹ với tình hình tại câu lạc bộ. Nhà Glazer đã bỏ bê cơ sở vật chất tại Old Trafford cả chục năm trời. Đội bóng bị xuống cấp trầm trọng, nhưng biết bao thế hệ cầu thủ đã luyện tập và thi đấu trong khoảng thời gian đó. Nhưng chỉ có Ronaldo là đứng ra lên tiếng, với hy vọng tiếng nói của anh sẽ đem lại sự cải thiện cho đội bóng trong tương lai.
anh chia sẻ lại rằng sự cải thiện ở đây là con số 0. Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, tôi không thấy sự phát triển nào bên trong câu lạc bộ. Không có gì thay đổi. Sir Alex hiểu rõ hơn ai hết. Man United không đi trên con đường mà họ đáng lẽ phải đi. Ông ấy biết và mọi người đều biết. Những người không thấy điều đó là vì họ không muốn thấy. Họ bị mù. Tôi nghĩ cổ động viên Man United cần phải biết sự thật. Những kế hoạch manh muốn không giúp câu lạc bộ đạt đến đẳng cấp của Manchester City, Liverpool hay thậm chí Arsenal. Theo tờ Daily Mail, khu vực khán đài Old Trafford được đổi tên thành Sir Bobby Charlton vào năm 2016 đã không được nâng cấp, trùng tu trong suốt một thời gian dài. Tình cảnh tồi tệ đến mức mái che ở khu vực này đã bị hỏng và dột nước khi người hâm mộ bị ướt sũng mỗi khi Old Trafford hứng chịu một cơn mưa. Hệ quả cho sự đi ngược với sự phát triển của thời đại đó là sân vận động cổ kính của thành Manchester sẽ không được chọn làm nơi tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2028 do Anh đăng cai. Một sân bóng hoành tráng với sức chứa và danh tiếng ngàn đời như vậy lại đứng ngoài cuộc chơi quả là một điều ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhớ lại như sự thật đáng buồn mà Ronaldo đã bóc trần thì tất cả đều sẽ hiểu. Ronaldo tỏ ra ngạc nhiên khi sau 12 năm anh quay về chốn cũ. Mọi thứ vẫn y hệt như vậy. Chẳng có gì thay đổi kể từ ngày tôi ra đi. Hồ bơi, bể sụp nước, thậm chí cả phòng tập, thậm chí là một số đồ công nghệ. Kể cả những đầu bếp mà tôi từng đánh giá cao. Những con người rất đáng mến. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy một công nghệ mới, cơ sở hạ tầng mới. Không, tôi thấy những thứ mà tôi đã chứng kiến vào năm mình 20 tuổi. Hồi tháng 2 năm ngoái, đã có những ý tưởng về việc Man United thể hiện sự mở rộng sân vận động để nâng sức chứa Old Trafford từ 75.000 lên 90.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã không được thực hiện do nhà Glazer không muốn chia ra 200 triệu bảng và muốn chờ đợi chủ sở hữu mới đầu tư cho dự án này. Nhiều người nói rằng đổ lỗi hoàn toàn cho Ten Hag là không công bằng bởi Man United đang phải đối mặt với thực trạng nhà dột từ nóc dẫn đến nội tình của đội bóng chưa bao giờ được sống yên biển lặng. Đối mặt với viễn cảnh này, theo huyền thoại Postco, Erik Ten Hag đang đi vào con đường đau khổ như những vị huấn luyện viên tiền nhiệm. Man United dần trở thành nghĩa địa cho các huấn luyện viên, đặc biệt là trong mùa giải thứ hai. Mùa trước, chúng ta đã cảm thấy họ như đạt được một điều gì đó. Postco tin rằng các cầu thủ Man United đang đánh mất sự tự tin. Hậu quả của việc này là họ chơi không đúng với khả năng và không dám thể hiện bản thân. Đó cũng là hệ quả của việc huấn luyện viên chưa biết truyền cảm hứng và họ vẫn thiếu đi một người thủ lĩnh tinh thần thực thụ, một điểm tựa vào những thời điểm khó khăn như Ronaldo. Hậu viện Carrington giờ đây cũng chẳng là cái nôi cho những tài năng xuất chúng. Nếu nhìn sang Manchester City, họ cho ra lò Phil Foden, Cole Palmer, Liam Delap. Arsenal có Bukayo Saka, Emile Smith Rowe. Chelsea có Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek hay Conor Gallagher. Những cầu thủ trẻ còn nói kinh nghiệm tại Man United giờ đây mới thấm thía những gì Ronaldo đã căn dặn. Ở tất cả các giải đấu trên thế giới, những người trẻ nhất bây giờ họ không giống với thế hệ của tôi nữa. Nhưng thật đáng tiếc khi có những tấm gương tốt nhất trước mắt và họ bị ngó lơ. Đối với tôi điều đó thật kỳ lạ. Bởi vì tôi nhớ năm mình 18, 19 hay 20, tôi luôn thấy những cầu thủ giỏi nhất như Van Nistelrooy, Ferdinand, Keane, Scholes, Giggs. Đó là lý do tại sao tôi có được thành công và vẫn thi đấu khi tuổi đã cao. Bởi vì tôi biết chăm sóc cơ thể mình, tinh thần, đầu óc của mình. Bởi vì tôi nhìn thấy những người này và tôi học hỏi từ họ mỗi ngày. Thế hệ trẻ của Man United với những cầu thủ như Alejandro Garnacho hay Anthony đều chưa tìm được bản ngã của mình kể từ ngày Ronaldo rời đi. Sancho hay Greenwood là những tài năng thực sự nhưng chết yểu vì sự ngông cuồng của tuổi thanh xuân. Và đặc biệt một Rashford được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của câu lạc bộ như những gì Ronaldo đã từng làm cũng đánh mất chính mình. Cuối cùng, Ronaldo luôn muốn người hâm mộ Man United hiểu cho anh vì những gì anh đã làm. Ronaldo đã phải vào vai kẻ phản diện, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả và nó đang dần mang lại sự công bằng cho anh. Manchester sẽ luôn ở bên tôi, người hâm mộ sẽ luôn ở bên tôi. Không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra, tôi luôn trân quý tình cảm mà họ dành cho tôi suốt thời gian qua. Ngay cả khi tôi ra đi, ngay cả khi họ chỉ trích tôi, họ sẽ luôn trong trái tim tôi và họ sẽ luôn ở đó. Kamanusen đã hô vang tên Ronaldo trên khán đài trong những trận đấu tồi tệ của đội bóng. Họ rất nhớ anh và cần anh, nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn. Cuộc tình gian dở đó sẽ mãi là niềm đau với các cổ động viên quý đỏ. Còn với Erik ten Hag, số thất bại ở Đan Mạch. Giờ đây, mỗi trận đấu đều như một trận chung kết để ông giữ chiếc ghế của mình lại. Và nếu ten Hag bị sa thải trong tương lai,
Những gì Ronaldo bày tỏ hoàn toàn đúng, thì không một ai dám chắc về vận mệnh của câu lạc bộ này nữa rồi. Đơn giản vì Man United giờ đây không còn ai cứu nổi.